Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ review các bác một chiếc xe Merida dòng Touring sử dụng nguyên bộ cấu hình SRAM của Mỹ. Vâng, một dòng Touring của Merida rất là hiếm về tại cửa hàng em. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và đây là hình thức chiếc xe. Xe được phối màu rất đẹp các bác nhé. Màu xám ghi. Trên thân xe thì sơn khá nhiều những màu rất là hài hòa. Vâng, một chiếc xe Merida dòng Touring. Vâng, hình thức yên đây. Yên và cầu yên nguyên bản của Merida, nguyên bản theo xe. Đây là phản quang sau của xe. Có thể thấy màu phối hợp rất là đẹp đây, rất nhiều màu. Đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa nhôm. Gạt đĩa SRAM X5 của Mỹ. Vâng. Như em giới thiệu đầu video thì đây là chiếc xe được sở hữu, được trang bị nguyên bộ group của SRAM của Mỹ. Vâng đây. Xích và lít thì rất là mới các bác nhé. Đùi đĩa trục rỗng hai tầm. Cặp vành nguyên bản của Merida, nguyên bản theo xe. Vành cũng có màu tương ứng với khung đồng bộ theo xe các bác nhé. Các màu các bác có thể nhìn thấy đây, màu này. Bộ phanh V của Shimano của Nhật. Cổ phốt của Merida nguyên bản theo xe. Vâng. Sử dụng bộ tay bấm xả của SRAM X5. Vâng đây. Bộ phanh của Avis Mỹ. Bộ tay bấm của SRAM X5. Bên này bên lip. Tay nắm Chopic. Có thể ở đây người ta, người dùng trước người ta đã nâng cấp lên tay nắm của Chopic Pháp lên. Vâng, các bạn có thể thấy cầm rất sướng tay. Càng nhôm. Bộ phanh trước của Shimano đây. Đồng bộ giờ xe. Và vành trước Merida. Hình thức lốp các bác thể thấy hình lốp thì rất là mới các bác nhé. Xe rất ít đi đây. Lốp đây. Vâng. Đây là mã chống hàng giả của Merida, mã vạch. Vâng. Xe có size là 47 phù hợp với các bác từ 1m6 đến trên 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. 1m72.
Vâng, bây giờ sẽ test chuyển động của xe. Vâng, xe được trang bị củ đề Ezra Mix 5, 10 tầng lip và hai đĩa cho xe 20 tốc độ. Vâng, xuống lip, lên đĩa, lên lip, xuống lip, chuyển động rất tốt các bác nhé. Sử dụng bộ chuyển động của Mỹ Ezra. Gạt đĩa ống của Ezra, lên đĩa. Vâng, đường đĩa trục rỗng rất là cao cấp. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Meda Touring sử dụng nguyên bộ cấu hình F-Ram của Mỹ, đùi đĩa trục rỗng. Vâng, và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá là 8,8 triệu miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn chiếc chuông để xem những chiếc xe mới nhất tại cửa hàng. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.